Ngày hôm nay thì ngày 30 tháng 4, 1 tháng 5 tại cửa hàng 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Bên em cũng vinh dự tiếp đón các bạn khách để tham cửa, tham cửa hàng karaoke gia đình. Anh khách đang hát karaoke. Đang hát nhưng mà lại gặp cái cô kế toán vào trong này. Bộ dàn của bác một chiếc gồm một chiếc đẩy DBO Tích 2 kênh mã hiệu là D2500 và một chiếc vang số có thể chỉnh cơ được các bác nhá. Đó, có model là S525 mã và một chiếc mic DBO Tích DBK3 này. Và bác đang ghép nối với một cặp loa bắt 30 có model là DS12 của DBO Tích. Hàng bên em vừa mới về. Không phải là người thân mà bạn thôi, là bạn làm cùng thôi. Dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 cộng với cả khai trương cơ sở tại trong thành phố Hồ Chí Minh thì bên Hiếu Minh có những chương trình siêu khuyến mại, đó là giảm từ 5 đến 10% trong tất cả các sản phẩm chính hãng hoặc là sản phẩm bán lẻ đó, đều được giảm hết. Trong cái dịp này mà các bác nào đang tham khảo về các sản phẩm âm thanh thì có thể qua các cơ sở tại Hà Nội, bên em thì tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội này. Trong thành phố Hồ Chí Minh thì là 76A Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Các bác có thể trải nghiệm trực tiếp chất âm ở tại cửa hàng. Đây à? Đẩy đây à? Vâng. Ôi, có vẻ nhẹ nhỉ? Vậy là các bác đã chốt được bộ dàn karaoke ưng ý và bác đã lựa chọn đồng bộ của DB Autic gồm một cặp loa bắt 30 mang hiệu là DS12 và một chiếc đẩy DB D2500, một chiếc vang số S525 và một chiếc mic K3. Vậy là đủ đồng bộ của DB Autic chỉ trên 20 triệu đồng một chút thôi. Các bác mua trong cái dịp khuyến mãi này lại càng rẻ, càng sâu, càng được khuyến mại sâu. Bộ dàn này thiếu súp thì bác hẹn là vài ngày nữa qua lấy nốt súp điện của DB. Vậy là đồng bộ của DB rồi. Mà giá thì quá là hợp lý. Nhất là mua trong cái dịp khuyến mãi này nữa thì lại càng là càng hợp lý các bạn. Bộ dàn chưa đến 30 triệu đồng. Đây hôm nay bác mua thì chỉ trên 20 triệu đồng thôi. Trên 20 triệu đồng sau khi đã khuyến mãi. Chương trình siêu khuyến mãi của Hiếu Minh Audio từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 1 tháng 5 đó là giảm cho các bác khách từ 5 đến 10% trên sản phẩm bán lẻ hay cũng như bộ dàn. Các bác ở trong miền trong thì có thể qua 76A Lũy Bán Bích, Tân Thới Hòa, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm trực tiếp của những bộ dàn karaoke chính hãng của DB Autic hay là những sản phẩm